Vũ Nhân kính chào quý vị khán giả đã truyền hình SBTN. Thưa quý vị, hôm nay ngày 9 tháng 11, cùng với những người Mỹ yêu nước ở khắp nơi, cộng đồng người Việt miền Trung của tiểu bang California đã phối hợp với các tổ chức cộng đồng tổ chức buổi lễ cầu nguyện và lễ tưởng niệm 20 năm biến cố 911 và truy điệu 13 chiến binh Hoa Kỳ hy sinh tại chiến trường Afghanistan trong những giờ phút cuối cùng của 20 năm cuộc chiến chống khủng bố. Buổi lễ được tổ chức tại Vườn Hồng Truyền Tin tại thành phố Madera, miền Trung của tiểu bang California, với sự tham dự của các vị lãnh đạo tinh thần, các tôn giáo cùng với các vị khách mời từ các nơi về tham dự. Riêng và nói chung cho tất cả mọi người cũng trong ngày hôm nay đang tổ chức để tưởng niệm và cầu nguyện cho các linh hồn đã về quốc phòng thân. Xin Chúa ban phước cho những gia đình những người bình an, sống sung mãn. Xin Chúa ban phước cho tất cả những bạn chị em chúng ta trong buổi tối hôm nay vì sự che chở của Chúa. Tất cả quý vị đã đến đây cùng với đại ban tổ chức để mà chúng ta làm cái lễ tưởng niệm để tưởng nhớ công ơn của tất cả những người đó. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để cho tất cả chúng ta được bình an và giúp được Hoa Kỳ được bình an trong những tháng ngày sắp tới. Thì thật sự nghiêm nghị cầu nguyện cho các anh linh hồn của chiến sĩ Hoa Kỳ đã tử nạn ở biên Afghanistan. Những ngày chúng ta cũng niệm tưởng nhớ đến tất cả các anh những quân nhân các chiến sĩ công an trong cái lời cầu nguyện riêng tư của những người. Hôm nay chúng ta đã tụ họp nơi đây và mang hết tất cả cái tinh thần của chúng ta để tưởng niệm những người đó và cầu chúc cho những hương hồn đó được sớm siêu thoát. So I pray for peace and may God bless America. Thank you. Hà Vân của Đài Phát thanh Việt Nam Bắc Cali xin kính gửi lời chào đến quý khán giả của SBTN và chào anh Vũ Nhân. Ngày 911 xảy ra 20 năm về trước, khi mà chúng ta đứng trước cái truyền hình và chúng ta bất ngờ thấy cái cảnh tượng đó xảy ra, thật là một sự sụp đổ trong cái tâm tưởng của chúng ta, và chúng ta bật khóc ngay tức khắc là tại sao lại xảy ra trên đất Mỹ. Và hơn lúc nào hết, chúng ta là người Việt Nam, chúng ta hiểu những cái sự đau khổ, những cái sự chia xa đó, và cũng vì vậy mong rằng chúng ta cùng yêu mến, cùng thương nhớ và cùng cầu nguyện cho tất cả những linh hồn đó được siêu thoát và chúng ta được sống trong một thế giới yên bình ngày hôm nay cũng như những ngày sắp tới. Ngày 911 đó là cái ngày là không thể nào quên được. Không thể nào quên được. Tất cả những người sống ở bên Mỹ đều nhớ hết trơn. Nhất là những người mà có gia đình bị mất mát ở bên đó, ở bên này. Dạ, em tên là Bạch Mai, em từ Fresno. Dạ, đối với em là một ngày rất đau thương cho đất nước Hoa Kỳ. Bao nhiêu ngàn người đã qua đời và bao nhiêu gia đình phải rất là đau khổ. Em luôn cầu nguyện cho các linh hồn được siêu thoát và gia đình họ được mọi sự bình yên, cũng như các con cháu của họ lớn lên làm vẻ vang đất nước và không phụ lòng những người quá cố. Dạ, em là Kevin Nguyễn. Dạ, ngày 911 đã xảy ra 20 năm rồi, nhưng thành thật chia buồn với những gia đình đã có những con cháu đã mất vì hy sinh vì lý tưởng. Con tên là Như Bình. Trong cái ngày 911 này thì lúc đó 20 năm trước là cháu vẫn còn đi học đại học. Và cháu còn nhớ rất rõ là mình đang ngồi ở trong một cái phòng đang thi. To me, the 9/11, it has hit me very hard. And I remember that I was
taking the test, my midterm, it was my fourth year or third year of college, and it was very devastated. I was very sad and heartbroken to America was being terrorized. Thưa quý vị, sự kiện ngày 11 tháng 9 cách đây 20 năm, bọn khủng bố đã cướp 4 chiến máy bay dân sự tấn công chống lại Hoa Kỳ vào sáng thứ Ba ngày 11 tháng 9 năm 2001. Vụ tấn công đã làm cho 2.996 người chết và hơn 6.000 người khác bị thương và gây thiệt hại về tài sản và cơ sở hạ tầng ít nhất 10 tỷ đô la và gây tổn thất tổng cộng 3.000 tỷ đô la. Đây là thảm họa chết người lớn nhất của lực lượng lính cứu hỏa và lực lượng hành pháp trong lịch sử Hoa Kỳ, với 343 lính cứu hỏa và 72 sĩ quan hành pháp thiệt mạng. Hoa Kỳ đã phát động cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, kể từ đó lại thêm một thế hệ anh hùng xuất hiện. Họ dấn thân lên đường góp phần bảo vệ an ninh và sự tự do cho đất nước Hoa Kỳ và thế giới. Hàng nghìn quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh từ những ngày đầu cho đến phút cuối cùng tại chiến trường Trung Đông. Trong số đó có 13 quân nhân Hoa Kỳ hy sinh tại Afghanistan trong những giờ phút cuối cùng của 20 năm trong cuộc chiến chống khủng bố. 20 năm nhìn lại, nỗi đau và sự kinh hoàng tột độ vẫn còn đó. Liệu 20 năm sau, nước Mỹ có an toàn hơn hay không? Vũ Nhân, chương trình trên đài truyền hình SBTN từ thành phố Madera, miền trung của tiểu bang California.